áp dụng cái công nghệ hiện đại để điều trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ là việc vô cùng dễ dàng, thay thế cho việc điều trị bệnh xương khớp truyền thống. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị 3 cách điều trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ hiệu quả chỉ trong thời gian rất ngắn. Đó là cách điều trị thoái hóa xương khớp bằng cây la lốt và cách trị bệnh xương khớp bằng cây hương nhung. Và cách thứ ba đó là cách điều trị bệnh xương khớp bằng công nghệ điện năng lượng sinh học mới nhất. Đầu tiên là bài thuốc trị bệnh xương khớp bằng cây hương nhung. Chuẩn bị cho tôi 800g lá cây hương nhung, nhặt sạch lá hư hỏng, rửa sạch nhiều lần với nước lạnh. Và sau đó anh chị phơi héo, cho lên chảo và xào vàng. Trong khi xào, anh chị cho một chút muối hạt biển vào. Dùng một cái khăn mỏng trải xuống đất và đổ nguyên liệu lá cây hương nhu lên. Tiếp tục là anh chị quặn tròn lá cây hương nhu, chườm trực tiếp vào những cái vết thương bị thoái hóa. Đây là cái bài thuốc trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ rất nhiều người đã áp dụng điều trị thành công. Và cái bài thuốc này là hoàn toàn không tốn chi phí, rất là rẻ tiền. Tiếp theo là bài thuốc trị bệnh xương khớp bằng cây la lốt. Nguyên liệu chuẩn bị 700g rễ cây la lốt hoặc là thân cây la lốt già nhé. Anh chị rửa sạch nhiều lần với nước lạnh. Và lượt cuối cùng thì anh chị cũng nên cho một chút muối biển vào khử khuẩn. Tiếp theo là anh chị cho lên bếp khoảng 2 lít nước cùng với nguyên liệu cây la lốt và rễ cây la lốt, một chút gừng thôi ạ. Và tiếp tục là anh chị nấu đến khi nào nó còn 500ml nước. Anh chị rót ra một cái cốc, sau đó để giảm nhiệt độ và dùng dần. Một ngày anh chị sử dụng cho tôi 3 lần uống. Uống vào thời điểm mà không quá đói và không quá no, để cái điều trị cái bệnh xương khớp này. Tiếp theo là cái cách trị bệnh xương khớp bằng công nghệ hiện đại. Đó là dùng máy năng lượng điện sinh học thay thế cho phương pháp điều trị đông y truyền thống. Với cách điều trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ bằng cái công nghệ hiện đại này thì rất nhiều anh chị em đã khỏi được bệnh dứt điểm chỉ trong cái liệu trình thời gian rất ngắn điều trị. Cách trị bệnh thoái hóa xương khớp tại Phú Thọ là gì? Các kỹ thuật viên áp dụng đầu tiên là xoa bóp các huyệt đạo bằng cái nguyên liệu dầu đặc trị bệnh xương khớp. Tiếp theo thì các kỹ thuật viên dùng cái lượng điện năng lượng sinh học bằng công cụ máy DDS truyền trực tiếp cái lượng điện vào, tác động trực tiếp các huyệt đạo, kích thích và phục hồi các chức năng quan trọng nhất trong cơ thể để hỗ trợ bài tiết, hỗ trợ đào thải tất cả những cái chất độc tố ra ngoài. Đồng thời đã là tác động trực tiếp lên tất cả các huyệt đạo giúp cho cơ thể của bệnh nhân được thông kinh mạch, giúp cho anh chị có cơ thể sạch và hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp hoàn toàn miễn phí những ngày đầu tiên. Điều trị bệnh xương khớp, thoái hóa khớp tại Phú Thọ có đau không? Thì đây là cái công cụ dùng cho điều trị bệnh xương khớp hiện đại nhất và không gây ra đau đớn. Chỉ dùng các kỹ thuật bấm huyệt và truyền trực tiếp lượng điện vào các vùng bị tổn thương thì có hiện tượng là buốt do vết thương kích thích. Lộ trình điều trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ như thế nào? Để điều trị dứt điểm bệnh thoái hóa xương khớp, bệnh viêm khớp cũng như là bệnh thoát vị đĩa đệm thì anh chị phải điều trị từ 10 đến 14 ngày cho một lộ trình điều trị. Trong cái lộ trình điều trị này thì anh chị được sử dụng bài thuốc đặc trị xương khớp bằng những cây thuốc nam để hỗ trợ điều trị cho cái bệnh xương khớp của mình. Chi phí cho cái điều trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ bao nhiêu tiền? Thường thì những ngày đầu tiên thì anh chị được điều trị miễn phí bằng phương pháp hiện đại nhất. Chi phí cho cái lộ trình điều trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ thì khi nào có kết quả thì anh chị mới trả tiền. Còn chưa có kết quả khỏi bệnh thì chúng ta được điều trị hoàn toàn miễn phí. Những ai nên điều trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ thì tất cả những người đang bị bệnh viêm khớp, xưng khớp, thoái hóa khớp cũng như là bệnh viêm khớp háng và bệnh thoát vị đĩa đệm thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng cái phương pháp trị liệu hiện đại bằng cái công nghệ hiện đại nhất để áp dụng để điều trị cái dứt điểm bệnh xương khớp của mình. Liên hệ ở đâu để điều trị bệnh xương khớp tại Phú Thọ? Anh chị liên hệ với giám đốc trung tâm trị liệu hiện đại Thiện Tâm Trần Công Trình, số điện thoại
0918 727286. Địa chỉ tại trung tâm trị liệu hiện đại là xóm 1 Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Anh chị có thể vào trực tiếp địa chỉ tại Thanh Hóa để anh chị điều trị bệnh xương khớp. Bấm đăng ký kênh YouTube để đón nhận những bài thuốc quý của trung tâm trị liệu Thiện Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.